Dạ, xin chào cả cô anh chị mình quay trở lại kênh con ha. Thì đầu tiên là chiều hôm nay là cũng chúc anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Trong chiều hôm nay thì lên cô anh chị mình ít cái mã số may lớn lớn chứ có may nhỏ thì anh chị lên tùm lum loại hết cho anh chị mình xem luôn. Thì chiều hôm nay thì lên mấy cây cúc hoa hồng thanh tú đây, đang ra lá lọc đỏ rất là đẹp luôn. Máy này thì có thể là ship đi đường xe của anh chị mình ship được liền. Còn mà cô anh chị mình đặt hàng trước ở xa đó, thì con nếu mà ship thùng đó, thì con sẽ cho cô anh chị mình gửi lại khoảng chừng 1 tuần cho tới 10 ngày nha. Lá thì nó chuyển màu xanh vậy đó thì con sẽ ship đi của anh chị. Này là cúc hoa hồng ha, hoa hồng thanh tú hàng cỡ lớn nha của anh chị. Chiều cao thì mấy cây này là hàng đôm, nó không cao, không cao là chừng khoảng 7 8 tấc thôi. Thì lên của anh chị mình cái mã số 1 trong chiều hôm nay. Cây này thì hoành 18 nha của anh chị, hoành 18 rưỡi tính 18 thôi nha. Hàng cũ đế thì nó cũng rất là khá nha anh chị chứ không phải là hàng không đế đâu. Tai cành nhánh ghép bo rất là đều nè, 2 4 nè, 6 nè. Ở đây thì 8 10 12 ha. 12 14. Cái này hình như là 16. 16 19 gì đó, 19 hay chục bo gì đó các anh chị chứ không không ít đâu ha. Thôi coi như 19 bo đi. Đây cây này ghép 19 bo, cây cúc hoa hồng thanh tú lá lọc rất là đẹp luôn, lọc đỏ màu nó thì đỏ không phải như cúc đọt đỏ nha. Đỏ nó hơi hồng tí xíu còn đọt đỏ là đọt đỏ thẫm luôn. Đây, đỏ nó hơi ngà vậy nè. Rồi cây này thì chiều cao là 7 tấc nha anh chị, chiều cao 7 tấc. Đây cây cúc hoa hồng thanh tú hoành 18 cao 7 tấc, triệu tư bao ship của anh chị mình luôn ha. Hàng cũ đế thì nó cũng khá là lớn luôn. Cái này đế thì nó gom nha chị, gom gọn, còn đế thì kia đế bè. À, cây mã số 2 thì cũng giới thẳng giới thiệu của anh chị mình luôn. Đây cũng ra lọc rất là đẹp luôn. Đây, cây mã số 2 cũng cúc hoa hồng thanh tú. Đế này thì đế dạng mà đế bè nghiêng nên cái chậu này là chậu 3 tấc rưỡi, còn này đế gom nha anh chị. Cây này hoành nhỏ hơn luôn. Cây này hoành là khoảng 15 gần 16 thôi. Chiều cao này chỉ có 6 tấc 3 thôi anh chị, 6 tấc 3 nhưng mà ghép được 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. 22 nhưng mà cây này bên kia thì nó nhỏ hơn nha anh chị, nhỏ hơn, lùn hơn, tàn nhánh thì nó ít hơn cây bên đây nha con chị, đế nó nhỏ hơn cây này nữa nha. Mặc dù cây này nó ít bo hơn nhưng mà tàn nhánh nó đều, nó tròn hơn, còn về cây bên kia thì dáng hơi nghiêng, gốc nó nhỏ hơn. Thì cây mã số 2 cũng cúc hoa hồng luôn, giá 1,2 triệu bao ship của anh chị mình luôn ha. Này là cúc hoa hồng thanh tú chơi tết rất là ngon nha anh chị, loại này thì chơi tết với năm sau là vi vu rồi. Bông thì của anh chị mình xem nè, như cái bông đây đây đó, bông cúc hoa hồng nó bông như tương tự thôi nhưng mà mỗi lần thì chiều lên của anh chị mình 1 2 mã thôi, bông rất là đẹp nha, lá lọc đỏ rất là đẹp luôn, cúc hoa hồng thanh tú. Đây báo mã của anh chị mình là một cây mã số 1 và mã số 2 ha. Dạ, tiếp tục qua mã số 3. Mã số 3 là con lên con cho anh chị mình một cây giáo nhung đế nôm ha, đế nôm sổ đặc nha anh chị. Cây này thì nhưng mà cũng ghép gửi mai tàn ha, mai tàn tàn thông đó, có nhiều cành nhánh ghép nhiều bo ha. Cây này thì cây này hoành 18, hoành 18 đế nôm. Đế nôm sổ rất là đẹp nha anh chị, thấy vậy thôi chứ đế nôm rất là đẹp luôn. Đấy, cây này là một cây dẫu nhung, bông thì tiêu chuẩn đàng hoàng. Đây là 2, 4, 5, 6, 8, 8 trên đầu nó là 11 bo ha, cây này 11 bo thôi. Đấy, chiều cao thì nó chỉ có được 62 thôi anh chị, chiều cao được 62 thôi, tàn nhánh tai chi thì nó cũng ok, cũng khá là đẹp luôn. Đây, cây này thì giá là 1,2 triệu bao ship của anh chị mình luôn ha. Cành nhánh thì thường xum xê, tàn nhánh đều, chăm tết năm sau là chơi là vi vu ha. Cây mã số 3 giáo nhung 1,2 triệu ha. Vậy còn đây là mã số 4 ha. Mã số 4 là một cây mai lá ngọc cành vàng. Hôm bữa rồi cô anh chị mình có hỏi lá ngọc cành vàng á, thì nay lên cô anh chị mình một cây lá ngọc cành vàng. Cây này hoành 15 gần 16 nha anh chị, cao là 5 tấc rưỡi, cây tàn nhánh xum xê nhưng mà chưa có ấy nha, cây cứng cáp. Đế thì nó đế rất là khá luôn cho anh chị mình thấy đây. Bộ đế rất là dữ nè. Đó. Cây này ghép 4 bo nha các anh chị, ghép 4 bo, cành nhánh xum xê, tàn nhánh đều. Cây này thì chiều cao thì nó cũng tương đối 5 tấc rưỡi thôi, nhưng mà khi mà mình mới cắt đồn thì ba lớn vậy thôi các anh chị, mình để lâu thì nó sẽ cao hơn. Đấy. Cho các anh chị mình thấy một cây mai lá ngọc cành vàng cỡ lớn nha các anh chị. Chậu 3 tấc, lọt lòng 3 tấc, có thể là nông ra chậu bự hơn tại vì tàn nhánh đợt sau thì nó sẽ bự hơn rồi ha. Rồi cây này mã số 4, cây này 900k bao ship một cây mai lá ngọc cành vàng ha. Rất là đẹp luôn, quay tứ diện cho anh chị mình thấy, bộ đế nó tròn xe đều ha các anh chị. Đây, mã số 4 900 lá ngọc cành vàng. Còn bên đây là con còn cặp Phú Tân nè. Đó. Thì cô anh chị mình lấy combo vô á,
một combo vô với một cây gì đó thì một bình lợi gì đó vẫn là 200 bao ship nha con chị. Cây này thì nó cao to hơn nhưng mà củ đế nó không bằng, còn cây này là lùng liền củ đế nó to ha con chị. Đấy, thì muốn lấy thì mình có thể là chẹt vô combo cũng 200 cặp bao ship đó với thêm một cây nhỏ cũng được, tôi lấy thoải mái chọn thoải mái ha. Thì bên đây thì cũng còn nhiều combo thì lên của anh chị mình mấy số khác cho anh chị mình xem tham khảo nha. Còn đây thì giới thiệu anh chị mình mấy cái hàng siêu bông Sài Gòn nè, thì có cô anh chị mình comment lên là kiểu mà mấy Sài Gòn 150 nó chưa lấy bo được á, thì mấy này là lấy bo được rồi nè ha. Nói chung là già lấy bo được liền, nếu mà kẹp vô với cây bình lợi nhỏ nữa thì là combo cũng 200 bao ship của anh chị mình luôn. Mặt bông vậy của anh chị mình cứ yên tâm để hỏi có đúng giống hay không nữa ha. Thì ngoài kia thì cũng còn mấy combo trong cái video rất sáng của anh chị, thì mình cứ xem kỹ lại mấy combo đó thì 200k một cặp bao ship của anh chị mình luôn, thì tùy theo ha. Chỉ có hai mã số cuối là hai cây thôi cho anh chị mình xem. Máy này là lấy bo được liền nè, máy kia thì phải để là chừng một tuần nữa, nhưng mà đối với mình lại nó hơi non tí xíu, khoảng tuần chứ nó không có đi cơi đợt nữa nha con chị. Nó già cơi đợt này là con chị mình cắt luôn chứ không có chờ nữa nha. Nên con chị mình xem cứ tham khảo coi kỹ cái cây, mắt lá nó già dày gám da lương mình cắt bo được, còn mà không thôi thì con chị mình để khoảng chừng 5-10 bữa nửa tháng gì mình mới cắt ghép được ha. Chứ mà nếu mà đợi ra một cơi đợt nữa sẽ ra tới khoảng tháng mấy được nha con chị. Dạ thì hồi nãy là con lên gồm 4 mã số rồi ha. Hồi nãy là gồm 4 mã số mấy cây bự bự, tiếp tục là con lên mấy cái cây thì nó nhỏ vừa hơn. Đây là cây nhiều ngọc toàn, cái này là mã số 5 ha. Nói chung là mấy cây bự thì chiều nay là con lên mấy cây bự không. Để cho anh chị mình thường thường hỏi lên cây nhỏ hoài, lên bên chiều nay lên cây bự nha. Cây thì tàn nhánh bo nhiều nè, cây này cây nhiều ngọc toàn nè, cao cả xả nha con chị. Một nhánh cả hai găng tay, lượng bo thì nó cũng khá là nhiều nha. Cây này hoành nó tới 10 được nha anh chị, hoành nó tới 10 được ha. Chiều cao, cao cây này là khoảng 40 nha con chị. Cây này là 250 bao ship của anh chị mình nè. Đây một cây nhị ngọc toàn, nói chung là hàng lớn thì bán giá khác ha. Giờ tiếp tục là một cây bình lợi ha, một cây bình lợi. Cây này mã số 6 ha. Cây này mã số 6 tàn nhánh thì được ha, tàn đế nó cũng ok tương đối cho anh chị mình luôn. Lên thì lên thông số cụ thể anh chị mình xem nha. Hàng này thì hàng lớn chứ để mà mình so sánh được mấy cây nhỏ nha anh chị. Hoành là khoảng 9 nè ha. Đó. Cao là khoảng 31 32, ghép cành nhánh thì nó đều, bo này thì bo nó già nha anh chị, ghép nó khoảng chừng 4 5 tháng rồi nha. Cây rất là cứng cáp, thể nhánh đều nè. Đó, cây này cũng 250 bao ship của anh chị mình luôn ha. Này bình lợi nha các anh chị. Kế tiếp đây là cây giảo đồng tiền, ghép 3 bo hàng đế nôm ha. Đế nôm khỏe chân rồi, nó rất đẹp, rất là lực luôn nha các anh chị. Cây thì tàn nhánh xum xê ha. Lá loại này là lá đọt đỏ nha, đọt đỏ. Bông thì khoảng từ 4 5 6 cm. Đấy, cây đế rất là bự, rất là đẹp luôn. Hôm rồi không có lên mấy hàng này của anh chị mình nói hết hàng ha, chứ cây thì nó còn nhiều lắm nha anh chị, hoành khoảng 10 nè. Chiều cao 37 nè. Đấy. Rồi, cây này thì mã số 7 nha của anh chị, mã số 7. Một cái giảo đồng tiền 300k bao ship ha. Dạ tiếp tục qua một cây bình lợi. Cây bình lợi này lớn, hàng bo nhiều. Nói chung là cây này hôm bữa nè, nhưng mà cây này rất là nhiều bo nha anh chị. Tàn nhánh đều ha, cái lượng bo dày cứng cáp rồi. Bo là cắt ghép liền nha. Nói chung là cây lớn nha các anh chị, cây lớn chứ không phải cây nhỏ đâu, củ đế lớn nha. Để dập đế cho anh chị mình xem. Đế thường thường là con sẽ không để môi lộ lên nha các anh chị. Không lộ lên tại ở dưới là cái bộ đế nó bè ra hết cái chậu này luôn nha. Đó, cho anh chị mình thấy. Chứ thường thường là mình sẽ chôn lại để cho cái rễ cám nó phát triển hơn anh chị, chứ con không có môi lên của anh chị mình xem thấy bộ đế nó bè ra ở ít chậu ở dưới luôn ha. Đó, cho anh chị mình thấy cây này thì ghép được 4 bo hàng cũng ghép chột cứng cáp rồi, phần này ra nó đã bả rồi, về của anh chị mình thay chất trồng giùm con ha. Cây thì cây lớn nha anh chị, chứ không phải cây nhỏ nha. Cây lớn thì giá nó khác. Này hoành 10 gần 14 ha, 13 mà 13 8 thôi chứ gần 14 á. Bo ghép được liền nha con chị. Này là con chị mình về mình cắt hết luôn, không có chừa nhánh nào luôn ha. Cứ cắt tiện bo thì mình cắt cũng được mấy chục bo á. Cao 57. Đó, hoành gần 14, chiều cao 57 ha. Bộ đế của anh chị mình xem. Đế rất là lớn nha. Hoành đế khoảng 21 nha con chị. Cây này 450 bao ship của anh chị mình nè.
nó 450k. Nói chung là hàng lớn thì sẽ nó giá sẽ khác. Tiếp tục cây mã số 9 nha. Cây mã số 9 cũng là cây bình lợi luôn, hàng gám da lương ghép được liền nha. Nhưng mà cây này đế bự nhưng mà con gà đóng ít, hơi ít bo của anh chị. Đế nó rất là lớn nha. Chậu này là chậu 2,5 chứ không phải chậu 2 tấc nha anh chị. Đem cái chậu 2 tấc cho anh chị mình xem nè. Mấy cái chậu nhỏ vậy là nó khác ha, nhỏ xíu rồi nha. Cây này là cây rất là bự nha, chứ không phải cây nhỏ đâu. Đó cho anh chị mình xem. Tại nó hơi ít bo tí xíu thôi, nhưng mà gốc bự, đế đẹp để dành chơi lâu dài được luôn. Về cũng phải thay chất trồng nha anh chị. Mấy cây này không có tha, không có chơi liền được. Nè, vành cũng khoảng gần 17 nè, có anh chị mình thấy cây rất là bự nha. Mà đế thì đế nó cũng khéo đẹp nha các anh chị, chứ không phải mà đế thường thường lên cho anh chị mình đâu. Đây, cây này thường là con ghép nhiều bo thì giá nó mắc hơn, nhưng mà cây này con đóng hơi ít bo, hôm bữa hết bo các anh chị. Cao 46 ha. Cao 46. Hoành 17, cao 46. Cây này 550 bao ship của anh chị mình nha, một cái siêu bông mình lợi ha. 550k bao ship. Số 9. Mã số 9 nha anh chị. Hồi nãy là 1 2 3 4 5 6 7 8 9, chiều nay lên cây bự thì chứ không có lên như lúc sáng nha. Tiếp tục cũng là cây bình lợi luôn, gám da lương ha, chuẩn bị cắt bo được. Cây này thì để khoảng tuần. Đấy, nó già coi là mình cắt nha, chứ coi để có anh kia anh hỏi là giờ phải đợi nó ra cây hai, đợi ra cây hai thêm thì 1 tháng 2 tháng nữa nha anh chị. Chứ vậy là mình cắt thôi ha. Đấy, cây bự nha, bự cũng nói chung là muốn môi đế thì con môi đế cho anh chị mình xem thôi. Nhưng mà cái này thì môi sợ đứng nó gãy cám, đứng gãy cám không có dám môi nhiều. Rồi cây này thì ghép được 1, 2, 3, 4, 5, 6 bo ha. 6 bo, cây này hoành lớn nha anh chị chứ không phải nhỏ đâu nha. Cây này hoành 21 nha anh chị. Hoành 21, hàng ghép 6 bo tàn nhánh đều mạch số 10. Cây này 600k bao ship của anh chị mình luôn. Nói chung hàng bo nó ít thì con bán giá nó hơi mềm tí xíu, nhưng mà cây kia, cây này nó hoành nó to nhưng mà đế nó không có đẹp bằng cây bên đây ha. Cây mã số 9 thì đế nó đẹp hơn, quay xa cho anh chị mình xem nè, đế nó bự hơn nên nó lại đẹp hơn nha. Cây đó hoành 17 nhưng mà đế cũ nó to, còn cây này kiểu như mà hoành nó bự nhưng mà tại vì cây cũ nó cũng suông vậy thôi chứ nó không có đẹp bằng. Rồi cây này 600k bao ship, 6 bo ha. Rồi mã số 10 nha con chị. Dạ, còn bên đây giới thiệu của anh chị mình mấy cái hàng siêu bông mình lại 70.000 nè ha. Đây 70.000 cây, 5 cây bao ship bên đó nữa. Hôm nay là nói chung là khách sĩ người ta cũng lại người ta đếm nhiều á con anh chị. Nói vậy cô chú anh chị mình ở gần gần á biết thì nói chung là lại lấy hàng tại vườn thì con sẽ giảm cho anh chị mình cái phí ship nha. Là mỗi cây đều giảm cho anh chị mà 10k hết. Thì nếu mà hàng này thì con đếm tại vườn thì chỉ có 60 thôi. Mà có anh chị mình lấy những cái hàng khác thì chỉ có 50.000 cây thôi nha anh chị. Thì tùy theo có anh chị mình lựa chọn thích cái nào chọn cái nấy. Đế lớn đế nhỏ mình vừa lựa là vừa con mắt là mình lấy thôi. Thì vườn con ở Tân Thiền cho lát Bến Tre thì con chị mình ai ở gần thì mình có thể là tận vườn mình lấy luôn, nên là cứ yên tâm ha. Còn mà những cái mã số thì 200 nó vẫn còn, con để y thinh đây là con chưa có đóng hàng nha các anh chị. Nói chung là có những mã số của anh chị mình chọn rồi, có những mã số chưa thì của anh chị mình cứ chọn cái mã số mình ưa thích ha, thích mã nào mình chọn cái mã nấy. Thì cái này là Sài Gòn là 200k cây nè, bên đó là hai cây bình lợi 200 nè, hai cây bình lợi 200, một Sài Gòn một bình lợi cũng 200 luôn, và những giống khác nữa của anh chị mình cứ chọn thoải mái ha. Thì những mã nào người ta đặt rồi thì con sẽ báo là rồi, những mã chưa thì con sẽ báo chưa là của anh chị cho mình đặt hàng ha. Rồi thì cô anh chị mình có liên hệ đặt hàng thì gọi qua số máy là 0963210936, gọi nhắn tin đều được. Cái đó mình lướt ngang kênh này cho con một lượt like, một lượt đăng ký kênh phát triển hơn. Và cô anh chị mình có những đóng góp ý kiến và tìm những cái giống mai mới mình có thể comment phía bên dưới nha anh chị. Nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho con đều được ha. Và nhớ nhấn vào chuông thông báo để nhận được video mới nhất. Cuối cùng là chúc quý anh chị mình nhiều sức khỏe, em lại quý anh chị trong cái video sau. Xin chào ạ.